169 Tiếng tổ sư Ánh mắt thiếu niên tổ sư lấp lóe Lắc đầu nói Ngươi hóa chính mình thành tâm ma Gieo vào đạo tâm của nàng Ngươi cần phải biết Nếu nàng luyện hóa ngươi Ngươi sẽ giúp nàng may áo cưới sao Dù nàng luyện hóa ta Hay là ta chiếm cứ nàng Hai chúng ta đều trở thành một Âm thanh của lễ giáo chủ truyền đến Dù tốt dù xấu Thì đều là sự lựa chọn của ta cả ngay khi ta quyết định cưới nàng rồi Ta liền biết Nàng là tâm ma của ta Không thể không diệt trừ tâm ma được Diệt trừ nàng ta mới có thể toàn tâm cầu đạo Tiến thêm một bước nữa Kính xin lão sư thành toàn Tần mục giật mình trong lòng Nhìn về phía của tổ sư Hắn đã sớm biết được Trong cơ thể của tư bà bà ẩn giấu một tâm ma lớn Tâm ma này cực kỳ lợi hại Thậm chí ngay cả thiền trượng khích khí la Của đại lộ âm tử cũng không cách nào luyện hóa được hắn. Bây giờ hắn mới biết tâm ma này là giáo chủ đời trước Lệ Hành Thiên. Tư bà bà giết Lệ Hành Thiên, mà Lệ Hành Thiên lại hóa thành tâm ma, gieo vào trong đạo tâm của Tư bà bà, hai người tranh cướp một thân thể. Trong lòng của hắn đương nhiên là phải giúp Tư bà bà luyện hóa Lệ Hành Thiên rồi. Tuy nhiên, tổ sư hiển nhiên là xử lý việc này công bằng sẽ không muốn như thế. Bất kể là Tư bà bà luyện hóa Lệ Hành Thiên cũng được hay là lệ hành thiên tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ thân thể của tư bà bà cũng được. Đều là chuyện tốt, ông không cần thiết phải can thiệp. Sau một lát, tư bà bà khôi phục lại như thường, vẫn cười tùm tìm. Tựa hồ không có chuyện gì xảy ra cả. Tần mục có thể thấy, kỳ thực mấy vị đường chủ trường lão của thiên ma giáo đều đối xử không tốt với cả tư bà bà. Đại khái là bởi vì tư bà bà giết lệ hành thiên, khiến cho thánh giáo chủ không có người lãnh đạo suốt 40 năm vừa qua, năm mẹ bài pháng bỏ qua rất nhiều cơ hội vì lẽ đó có chút hận tư bà bà. Lần này tư bà bà tới đây tham dự đại điển đăng cơ thanh giáo chủ, chủ yếu là vì tần mục. Bà sợ mọi người bên trong giáo bắt nạt chính mình, vì thế dù chịu đựng người khác khinh thường cũng phải đến đây cổ vũ cho chính mình. Còn việc truyền hay không truyền, công pháp thống nhất, bà cũng không hề để bụng, bà chỉ quan tâm tần mục mà thôi. Tổ sư thở dài, hồng nhan họa thủy nói chính là loại phụ nữ như tư bà bà vậy nàng quá đẹp mặc dù nàng không làm ác người khác cũng sẽ làm ác với nàng cái thế cục này khó có thể chứa đựng hồng nhan như vậy lệ hành thiên là thế tục thiếu niên tổ sư cũng là thế tục những người khác cũng khó tránh được thế tục nàng muốn tiếp tục sinh sống ở trong cái thế giới này cũng chỉ có thể làm tư bà bà mà thôi không thể hiển lộ ra hình dáng thậm chí ngay cả âm thanh chân chính của mình nàng cũng không thể lộ ra. Lần đại điển đăng cơ này qua đi, thiếu niên tổ sư gọi Tần Mục, sánh bước cùng ông, giới thiệu phong cảnh của Thánh Lâm Sơn này. Nơi này là Vong Tình Đài, chỗ kia là Phượng Lâm Các, chỗ khác là Thiên Hạ Lâu, chỗ kia nữa là Hồ Xem Cá. Ông nói rất nhiều, bàn ra rất nhiều lịch sử đã qua của Thiên Ma Giáo. Có chút lịch sử của Thiên Ma Giáo vô cùng cổ xưa. Nếu ông không nói ra đến khi ông chết đi rồi vậy thì không người biết rõ tổ sư giáo chủ thiên thánh giáo ta gọi là đăng cơ sao tần một hỏi không phải hoàng đế mới có thể sử dụng đăng cơ sao tổ sư liên hắn một cái lắc đầu nói lúc thiên thánh giáo của ta huy hoàng nhất quản lý bên dưới sáu quốc gia hoàng đế của sáu quốc gia đều là thần dân của thánh giáo ta thánh giáo chủ và hoàng đế cùng dùng hai chữ đăng cơ như thế cũng thật là để mắt hoàng đế. Vật đổi sao rồi? Hiện nay quốc gia mới là môn phái lớn nhất. Một môn phái rất khó làm cho tất cả mọi người đều trở thành đệ tử của môn phái. Thế nhưng một quốc gia lại có thể làm cho tất cả mọi người trong lãnh thổ đều trở thành con dân của quốc gia này. Tần Mộc suy tư Thiếu niên tổ sư dẫn hắn đi lên trên núi, nói Thánh Lâm Sơn là tổng đàn của giáo ta, làm sao tiến vào tổng đàn Vẫn là chuyện khó với cả ngươi bây giờ Lần này đi vào Là do đường chủ của 360 đường Điều khiển cờ truyền tống Thế nhưng Những thân là thánh giáo chủ Sao lại không thể có thủ đoạn tự mình tiến vào tổng đàn được Tần mục đuổi theo ông ta Chỉ thấy Thiếu niên tổ sư dẫn dắt Đi vào một đại điện trong núi Hình dạng của cung điện này chỉ có thể coi là bình thường Không chút sao hoa khí thế Như hoàng kim cung chỉ là gạch xanh ngói đỏ dựng thành. Đi vào bên trong điện, bố trí cũng là bình thường. Vèn vèn, chỉ đặt một bức tượng thánh nhân. Thiếu niên tổ sư, thắp mây nén hương trước tượng thánh nhân. Tần mục cũng theo ông, quý đầu bái tượng thánh nhân. Tổ sư nói, rất nhiều trưởng lão, thiên vương, thánh giáo đều tinh thông phương pháp truyền thống có thể trở về Thánh Lâm Sơn. Phương pháp truyền thống liền khắc trên vách cung điện này. Ngươi chậm rãi tìm hiểu đi. Tần Mục nhìn về vách tường của cung điện, chỉ thấy phía trên này khắc chính là một loại phương pháp luyện chế bảo khí, chính là phương pháp luyện chế cỏ truyền tống, cùng với cả phù văn trận pháp thần thông sử dụng cỏ truyền tống được luyện chế. Tổ sư cười nói: Mỗi một cung điện của thánh giáo ta đều có những công pháp khác nhau khác ở phía trên, cũng không cấm cản đệ tử học tập tu hành. Trổi rách không đáng quý trọng, công pháp truyền đi, học được mới là bản lĩnh. Ngươi phải khoan dung, có lòng dạ. Tần Mục Vâng dạ. Tổ sư lại nói, những thứ bên trong đại đạo thiên kinh kia cũng có thể truyền đi, không cần thiết giấu làm của riêng. Bọn họ có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, chính là vận may của bọn họ. Việc bên trong giáo, việc nhỏ, các vị đường chủ quản lý, việc lớn có trưởng lão quản lý, hơn nữa chút đó là do thiên vương trong giáo xử lý. Còn có đốc tra sứ tuần tra các đường, chấp pháp trưởng lão thi hành giáo quy, trưởng lão truyền công, truyền thụ công pháp. Việc cần chính ngươi quản lý cũng không nhiều. Ngươi chỉ cần quản lý phương hướng chung của thánh giáo lên có thể. Hắn nhìn về phía tần mục nói, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi rời khỏi thánh lâm và trở thành giáo chủ là gì? Tần Mục suy tư chốc lát. Ở bên trong các đường mở tiểu học, thành lập đường thứ 361. Học đường, quốc sư, Duyên Khang cải cách thay đổi rồi, mở tiểu học, đại học, để thế gian này có thêm một loại nghề. Vì thế, thánh giáo ta nhất định phải thêm ra một đường nữa. Thánh giáo có 360 đường, ta nghĩ xây dựng 360 đường tiểu học, truyền thụ giáo cho ta chúng ta, đệ tử con đường tu luyện. Thiếu niên tổ sư gật đầu, nói, chuyện này ngươi có thể triệu tập tả hữu hộ pháp xứ căn dặn việc này cho bọn họ. Bọn họ sẽ thương nghị cùng với cả đường chủ để chọn lựa nhân tài, thành lập học đường. Đây là phương hướng chung mà ngươi cần nắm giữ, ủy quyền cho thuộc hạ đi làm. Nếu tự làm tất cả mọi việc, ngươi không có tinh lực lớn như vậy đâu, còn có thể làm lỡ tiến cảnh tu vi của ngươi. Tần mục thán phục. Đột nhiên, hắn có một ý nghĩ cổ quái. Thiên ma giáo không giống như là một giáo phái, trái lại lại như là một quốc gia vậy. Nếu như Duyên Khang Quốc là môn phái ngụy trang thành quốc gia, như vậy Thiên Ma Giáo lại là quốc gia ngụy trang thành môn phái. Thiên Ma Giáo quá giống một quốc gia. 360 đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm các ngành nghề, đệ tử mỗi đường cũng là đệ tử làm nghề nghiệp của riêng mình. Còn có đốc tra sứ tuần tra các đường, trưởng lão hộ giáo và thiên vương chấn giáo, là quân đội chống cự kẻ địch bên ngoài tả hữu hộ pháp lại là truyền thừa của thiên ma giáo. Giáo chúng thiên ma giáo lấy trăm vạn mà tính, hoàn toàn có thể sánh ngang với cả một quốc gia nhỏ rồi. Đương nhiên, giáo chúng của thiên ma giáo cũng không tự gọi là thiên ma giáo, mà là thiên thánh giáo. Còn một việc nữa, sắc mặt của tổ sư nghiêm nghỉ, ân cần dạy dỗ nói. Ta biết ngươi thích phá đồ vật, ta để bá sơn tế tiểu có chừng ngươi, kết quả là vẫn không được. Ngươi lại hủy đi sĩ tử cư thêm một lần nữa rồi. Sĩ tử cư có thể phá, tuy nhiên thánh lâm sơn chúng ta thì ngươi tuyệt đối không thể dỡ xuống. Một phòng một điện trên thánh lâm sơn này đều là di tích cổ, bên trong đều có khắc rất nhiều công pháp vi diệu. Sắc mặt tần mộng ửng đỏ lúng túng nói: Ta cũng không được xuyên phá đâu mà, ta biết rõ. Ngươi tới thái học viện chưa được 8 ngày cũng đã phá hủy hai ba lần rồi sau đó liền đi tái ngoại phá tiếp. Tổ sư đi ra ngoài điện, cho pháp trưởng lão đang cõng mọc hành lý chờ đợi ở bên ngoài. Thiếu niên tổ sư phớt tay với cả tần mục. Ta phải đi đây, giáo chủ, không cần tiến nữa đâu. Lần từ biệt này cũng là vĩnh viễn, tiến xa hơn nữa cũng phải chia tay thôi. Tần mục lắc đầu, cố ý nói. Tuy là vĩnh viễn, nhưng ta đưa ngươi là tâm ý của ta mà. Tổ sư gật đầu, cất bước đi về phía chân núi. Tần Mục dập khuôn từng bước theo bên người bọn họ. Hắn và thiếu niên tổ sư ở trung tương đối ít, không giống những người già khác trong thôn là nhìn hắn lớn lên. Tuy rằng hắn ở cùng thiếu niên tổ sư trong thời gian ngắn thôi, nhưng cũng thấy được bản chất đặc thù từ chính người của ông khác với những ông lão của tàn lão thôn. Tần Mục học được rất nhiều. Ở tàn lão thôn, hắn vẫn luôn đứa bé, một đứa bé cho trưởng thành trong mắt trưởng thôn tư bà bà mà bên cạnh tổ sư, hắn học được trưởng thành. Hiện giờ hắn trở thành người lớn rồi, đưa người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ mệt, từ đỉnh núi thánh lâm sơn đến chân núi không được ngàn dặm, rốt cục bọn họ vẫn phải đến cuối con đường. Thiếu niên tổ sư xoay người lại, không người nói. Thánh giáo chủ dừng chân. Tần mục dừng lại, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm, không cách nào ức chế được, không người nói. Cùng tiến tổ sư tổ sư nhún người nhảy một cái từ chân núi nhảy xuống chấp pháp trưởng lão cũng nhạy theo ông bay đi hai người biến mất trên bầu trời mênh mông tần mục chậm rãi chưa hề đứng dậy qua một lúc lâu lúc này mới chậm rãi đứng thẳng eo ngẩng đầu nhìn trời hắn biết chỉ sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại ông lão tuổi trẻ này nữa đến khi chấp pháp trưởng lão trở về chỉ e là mang theo cho cốt của vị thiếu niên tổ sư này chết đi con đường nào đấy gọi thân cùng núi đồi sao? Có lẽ nguyện vọng cuối cùng của tổ sư giống như là ngọn thánh lâm này vậy. Cầu giáo lý kia của thiên ma giáo xem như là ông đã làm được rồi, xuyên suốt một đời. Đột nhiên, trên thánh lâm sơn, một mặt lá cờ lớn cuốn lại, đường chủ 360 đường dồn dập rời đi. Tần mục gọi hồ linh nhi trở lại dưới cái tùng bách kia. Mấy vị trưởng lão hộ giáo vẫn còn ở lại nơi này. Nhìn thấy hắn thì tới dồn dập cười nói thánh giáo chủ Tần mục đáp lễ Trên thánh lâm sơn Đã không còn người nào ở chỗ này nữa rồi Cũng chỉ còn mấy ông lão này Tư bà bà cũng rời đi rồi Hẳn là đi tiễn thiếu niên tổ sư Tần mục tìm được tả hữu hộ pháp Nói với cả chuyện xây dựng học đường Tả hữu hộ pháp Là hai người đàn ông trung niên Một người mặc đồ đen Một người mặc đồ trắng Liếc mắt nhìn nhau Tả hộ pháp nói Thánh giáo chủ định để học đường chuyên cái gì vậy tần mục nói toàn bộ công pháp thần thông trong đại dục thiên ma kinh đều có thể chuyển đi còn nữa ngoại trừ học đường còn phải xây dựng thêm thiên lục lâu nữa trên thánh lâm sơn này sưu tầm sở học của các phái đưa vào trong lâu để cho đệ tử tiện lật xem biện pháp đơn giản nhất là chép lại điển tích cất trong thiên lục lâu của thái học viện đưa vào trong thánh giáo ta tả hữu hộ pháp ghi nhớ nói tần mục lại nói Huynh đệ trong giáo có người nào làm quan trong triều đình không? Cũng nhờ bọn họ ghi chép lại công pháp của triều đình, đưa vào trong thiên lục lâu đi. Tuân pháp chỉ. Tả hữu hộ pháp hỏi thăm một vài chi tiết nhỏ rồi lập tức đứng dậy. Hai người một đen một trắng bay đi, giữa áo bào trắng lập tức che người lại. Người vào áo choàng đều biến mất không còn tâm hơi nữa. Hẳn là truyền tống ra Thánh Lâm Sơn rồi. Pháp môn truyền tống của Thánh Giáo ta quả thực lợi hại mà. Tần Mục than thở không hít, Mang theo Hồ Linh Nhi Bước nhanh về phía cung điện Học tập pháp môn truyền thống bên trong cung điện Không học được pháp môn truyền thống Căn bản là hắn không cách nào rời khỏi nơi này Thân là thánh giáo chủ Cũng không thể mặt dày mày dạn Cầu người khác mang chính mình rời đi chứ Mục thần ký Chương 168 Các ông lão Đại khư Tàn lão thôn Trưởng thôn giống như ngày bình thường vậy. Cùng dược sư đồng thời tê liệt, ngồi trong ghế, nằm ở cửa thôn. Chậm gì gì uống trà. Đột nhiên, dược sư nghiêng người hỏi. Trưởng thôn, ngươi tê liệt như vậy đã lâu rồi. Hình như hai ngày gần đây, ngươi đều tê liệt như vậy. Khi bóng tối tập kích cũng không thèm nhúc nhích. Chưa từng về phòng ngủ thì phải. Sáng sớm hôm nay, ta dậy, đã thấy ngươi co quắp ở đây rồi. Trưởng thôn lười biếng, hiếp mắt nói. Dược sư, tâm ngươi loạn. Từ sau khi Mục Nhi đi rồi, tâm của ngươi liền rối loạn rồi. Dược sư cười lạnh nói. Tâm của ta loạn sao? Rõ ràng là tâm của ngươi loạn mới đúng chứ hả? Ngươi xem, ta mỗi ngày còn rửa sạch mặt. Ngược lại, ngươi kìa, dối bù, chỉ kém chưa có chết ở trên ghế nằm thôi. Trưởng thôn nói. Rõ ràng là sớm hôm qua, ngươi chuyển ta tới cửa thôn. Sau đó đến buổi tối, ngươi quên đưa ta trở về, không phải tâm ngươi loạn hả? Việc ngươi làm hàng ngày, đột nhiên ngươi lại quên sao? Dược sư tức điên mà cười. Ta quên đưa ngươi về nhà sao? Chính ngươi không tự về được hả? Không biết bay trở về sao? Tu vì thông thiên địa triệt của ngươi, còn cần để làm gì vậy? Trưởng thôn trầm mặc một lát, chán nản nói. Ngươi cũng biết, ta không chân không tay, lại không có tay. Dược sư phát điên, lão già đáng chết này, tối hôm qua, bị bỏ lại trong bóng tối nguyên rủa và ma quái trong bóng tối đều không có thể giết chết được hắn. Hắn lại còn có mặt mũi nói mình không có chân. Ông đang định tranh luận cho ra nhé, thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Trưởng thôn cũng lập tức giật mình, đầy cao tinh thần, cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới rồi, chết đi được sao? Đạo hiểu, ngươi thật ung dung. Một già một trẻ, từ hạ du dũng giang tiến đến, đi tới ngoài thôn, hướng về trong thôn. Trưởng thôn nhìn về phía dược sư, vội vàng nói lực của ngươi đâu rồi? đừng giấu nha, ta biết trên người của ngươi thường xuyên mang thân lực mà. ở trong ngực đúng không? nhanh lấy ra đi. hai ngày rồi ta không rửa mặt, sao tiện tiếp khách đây? dược sư cửa lạnh một tiếng, không hề bị lay động gì cả. trưởng thôn cửa lạnh làm lành nói, là hai ngày nay ta lười vận động, là lỗi của ta mà. dược sư đưa lực cho ông. trưởng thôn dùng nguyên khí điều khiển lực, trải đầu rồi tốt xấu gì cũng chỉnh tề một chút đã thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão đi tới dừng bước chào trưởng thôn cười nói người tàn thật không cách nào đáp lễ được kính xin đạo hữu thứ lỗi mời ngồi dược sư lo pha trà đi chứ tổ sư ngồi xuống nhìn chấp pháp trưởng lão đứng bên cạnh một chút cười nói ta đã không còn là tổ sư của thanh giáo nữa rồi không có nhiều quy củ như vậy đâu cùng ngồi xuống đi chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống gỡ giỏ trúc phía sau để ở một bên dược sư mang bộ trà tới một bình nước mới đun, bỏ lá trà vào, chờ cho ấm trà ngấm một lát rồi, châm trà cho hai người. Cách uống của dược sư là ở phía nam đây à? Tổ sư cười nói, dược sư nói, ta xuất thân phía nam, quen uống trà phía nam rồi. Thói quen của phương Bắc là nhìn trời non, lên xuống chìm nổi. Nước trà phía nam thì trong trèo, thiếu, chiếu thấu lòng người. Mỗi nơi đều có cái hay của nó. Tổ sư cười nói, khó trách hai người các ngươi thường ngồi ở đây. Trường thôn, ta xin ở lại thôi mấy ngày được không? Ý của ngươi thế nào? trưởng thôn còn chưa kịp nói chuyện. Dược sư vỗ tay cười nói. Được, quá tốt. Từ khi Mục Nhi đi rồi, lão già này suy nó có thể làm ta tức chết được rồi đấy. Mỗi ngày tê liệt ở đây, không nói lời nào cả, cũng không động đậy gì cả. trưởng thôn lườm hắn một cái, nói với thiếu niên tổ sư. Hiện giờ, ngươi thanh nhàn rồi. Đến ở mấy ngày, cho đỏ óc yên tĩnh cũng là một chuyện vui mà. Tổ sư nói, ta rất kính phục đạo huynh. Thánh giáo chủ được mấy vị bồi dưỡng thực sự là vô cùng nổi bật đấy. Không giống người thường, bởi vậy muốn đến nhờ chỉ bảo đây. Thánh giáo chủ là bá thể bẩm sinh, hơn nữa tu luyện bá thể tam năng công. Một thân bản lĩnh quả thực bất phàm. kiến thức của ta nông cạn. Không biết thế gian này còn có bá thể. Mấy ngày này vừa vặn, xin đạo huynh chỉ giáo. Bá thể? Trưởng thôn và dược sư liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phụt cười. Hai ông lão tuổi cũng đều không nhỏ nữa rồi, cười ngoác cả miệng, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, cười đến không thở nổi. "Bá thể sao? Ôi trời ơi." Trưởng thôn cười đến té ngã, từ trên ghế nằm lăn xuống. Dược sư cũng cười từ trên ghế nằm cười xuống, hai tay đấm đất, không bò lên nổi. Tổ sư và Chấp pháp trưởng lão bị hai người bọn họ cười đến không sao hiểu nổi. Chấp pháp trưởng lão bỡ ngỡ trong lòng. Ngày thường hai người này tẻ nhạt đến cỡ nào vậy? rõ ràng không có chút gì đáng cười cả mà lại một mực cười đến sắp đứt cả hơi rồi ta và tổ sư ngủ lại đây thời gian dài có thể cùng biến thành bộ dạng thế này hay không đây trưởng thôn yên lặng chốc lát nằm trên đất vù vù thở dốc dược sư chỉ vào tổ sư cười nói chúng ta đã gạt được cả tổ sư ma giáo rồi sao ha <laughs> ha trưởng thôn lại điên cuồng cười to lên dược sư lại đang đấm đất qua một lúc lâu trưởng thôn bay lên trở lại ghế nằm nguyên khí cuốn lấy lược trải lại đầu tóc bù xù. Dược sư đi xa một chút, vỗ vỗ bụi đất trên người, lại đi rửa mặt, sau đó lấy một cây lược nhỏ khác từ trong lồng ngực ra, trải chút một hồi rồi mới trở về. Ra dáng đường hoàng ngồi xuống, anh ấy nói, Ờ, hai vị đạo huynh, trong thôn chỉ còn sót lại hai người chúng ta thôi, mỗi ngày buồn muốn chết đi được. Kê bà long thì cũng đi ra ngoài quyến rũ một con đường khác rồi, ấp ra một đàn kê bà long nhỏ, hiếm thấy có người kể chuyện cười cho chúng ta nghe, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút thất lễ. Tổ sư huynh nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy một con kia bà long cao hơn một người, mang theo một đám kia bà long nhỏ đang đi dạo trong thôn. Con gái mái kia vỗ vỗ cánh, nhấc lên một cơn gió lớn. Bá thể đến cùng là cái gì vậy? Thiếu niên tổ sư khom người Với khiêm tốn chỉnh giáo. Kính xin hai vị vui lòng chỉ giáo, quả thực tầm mắt của ta có chút nông cạn. Đừng nói nữa, trưởng thôn nhịn không cười Ta nói cho các ngươi biết là được chứ gì Một lát sau thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão kinh ngạc Khi biết được sự thật Giống như bị thiên lôi đánh 100 lần Rồi lại bị châu hoang quần đạp lên 100 lần nữa vậy Hồi lâu chưa hoàn hồn Bá thể mạnh mẽ nhất Vậy mà sẽ là thân thể bình thường Bá thể tam năn công Mạnh mẽ như vậy Vậy mà sẽ là đạo dẫn công bình thường Mà người thường có thể rèn luyện thân thể Để khỏe mạnh được sao Thế nhưng Tần Mục lại khăng khăng mình tu luyện loại công pháp này, còn coi chính mình là bá thể. Đây còn chưa phải là quan trọng, quan trọng chính là Tần Mục tin tưởng không nghi ngờ, dùng thân thể, người thường và đạo dẫn công đánh cho nhân tài, đại tài, thiên tài, tè ra quần. Thật sự là một bá thể chân chính mà. Trưởng thôn và dược sư dương dương tự đắc, liếc mắt nhìn nhau. Trưởng thôn nói nhỏ, người xem vẻ mặt của bọn họ kìa cũng là ta nghĩ tới giống nhau như Đức mà. Tổ sư thở hát một hơi, sắc mặt quái lạc. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thế nhưng bá thể tam năng công quả thật có vấn đề, vô cùng không tầm thường. Mặc dù bá thể tam năng công là đạo dẫn công tùy ý có thể lấy được, nhưng quả thật có vấn đề mà. Chỉ là có thể tu luyện môn công pháp này tới loại cấp độ như Mục Nhi, đã ít lại càng ít, hoàn toàn có thể nói là chỉ một mình Mục Nhi thôi. Trưởng thôn nghiêm mặt nói, ít nhất ta chưa từng thấy. Ta hoài nghi, môn công pháp này là công pháp trước khi đại khư biến thành đại khư, hẳn là chưa hư hoại đâu, không biết làm sao lưu truyền tới ngày nay và trở thành đạo dẫn công bình thường nhất. thế nhưng ta không dám xác định, ai cũng không nghĩ được môn công pháp này vậy mà có ngày được người luyện thành. ánh mắt của thiếu niên tổ sư lấp lóe, hoặc là có thể nói trước khi đại khư biến thành đại khư, người bình thường cũng có thể tu luyện bá thể tăng năng công chính là phương pháp tu luyện của người bình thường khi đó. thế nhưng bởi vì một cơn biến cố nào đó dẫn đến người bình thường không thể tu luyện được. Tứ đại linh thể cũng là sau đó mới xuất hiện, trở thành xu hướng chủ yếu của hiện tại. Dược sư khẽ nhúc nhích trong lòng nói. Người bình thường không cách nào tu luyện, thì sao Mục Nhi lại có thể tu luyện? Vẹn vẹn chỉ bằng vào việc nó cố gắng hấp thụ và gấp trăm lần người khác đi nữa thì cũng không nó làm gì cả. Trên đời nhất định còn có người cố công hơn nó. Chỉ dựa vào tài nguyên nó tiêu hao gấp trăm lần người bình thường thôi thì cũng không còn để nó nữa rồi. Có thể sẽ có người cam lòng tiêu tốn tài nguyên khổng lồ như vậy để kích phát thân thể bình thường sao? Như vậy nhất định là nó có chỗ không giống người bình thường. Trưởng thôn giật mình trong lòng nói, hay nó là người bình thường của đại khư trước khi biến thành đại khư sao? Ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người tán đồng ý nghĩ này. Trưởng thôn giật mình trong lòng nói, hay nó là người bình thường của đại khư trước khi biến thành đại khư. Ba người liếc mắt nhìn nhau, từng người tán đồng ý nghĩ này. Tổ sư nói, "Như vậy, người bình thường trước tai biến này, nó từ đâu mà tới vậy?" Trưởng thôn và Dược sư chăm miệng một lời nói, "Vô Ưu Hương." Hai người dứt lời, ánh mắt đối diện, trong lòng đều có chút chấn động. Chỉ có suy nghĩ của Chấp Pháp trưởng lão là không xoay chuyển, nhưng những bọn họ thôi, rơi vào trong sương mù, không thể góp lời. Ta cảm thấy tư duy của ta không theo kịp bọn họ. Chấp Pháp trưởng lão có một loại cảm giác tự nhiên bị xa lánh vậy. "Vô Ưu Hương?" Ư? Tổ sư khẽ nhúc nhích trong lòng. Xin hỏi vô hương là đâu vậy? Trưởng thôn khẽ mỉm cười. Không biết. Tuy nhiên, nếu đạo hữu có hứng thú mà nói thì tối hôm nay chúng ta có thể rời khỏi thôn tìm kiếm. Ra ngoài thôn sao? Thiếu niên tổ sư quay đầu, nhìn về đại khư mênh mông vô ngần. Trong lòng đột nhiên có chút sống sáng, lại có chút trở mong. Đến đúng rồi. Ông nghĩ thầm trong lòng. Đã lâu, không có loại cảm giác kích động hưng phấn này cái loại bại hoại tàn lão thôn khiến cho ông kích động và mạo hiểm của thời niên thiếu. Hai ông lão sắp bước một chân vào quan tài. Thêm một ông lão nữa, một dược sư nửa già nửa trẻ, cùng tiến vào nơi sâu trong đại khư thần bí khó lòng thám hiểm. Hơn nữa là thám hiểm trong bóng tối. Suy nghĩ một chút cũng thật khiến người ta hưng phấn rồi. Thánh Lâm Sơn, tần mục phân phó, nói Linh Nhi, tuy ngọn núi này là thánh địa của thánh giáo ta, nhưng đây là lần đầu tiên ta tới nơi này. Không biết nơi đây còn có hung hiểm gì không? ngươi không nên chạy tán loạn khắp nơi đâu nhé. Chờ ta thu hành pháp môn truyền tống trên vách tường này rồi, lên dẫn ngươi đi ra ngoài. Hồ Linh Nhi đáp một tiếng, xoay người chạy khỏi cung điện. Tần Mục ngồi xuống trước vách tường, cẩn thận đánh giá pháp môn truyền tống trên tường. Pháp môn truyền tống trên vách đá này là một loại phương pháp luyện chế bảo vật. Các loại phù văn, trận pháp thần thông, trong đó đều không thể sử dụng riêng lẻ. Nhất định phải luyện chế thành bảo vật mới có thể thúc giục hiệu quả truyền thống. Rất nhiều cao tầng của thiên ma giáo luyện chế cờ truyền thống, áo truyền thống chính là đạo lý này. Cờ truyền thống cuốn một cái, những nơi bị cờ lớn che phủ, đều toàn bộ có thể truyền đi, có thể mang theo nhiều người, mà áo truyền thống che khuất thân thể chỉ có thể mang chính mình rời đi. Tần mục tỉ Tì mỉ tìm hiểu ảo diệu của pháp môn truyền thống này qua một ngày, cuối cùng cũng coi như tìm hiểu cặn kẽ pháp môn truyền tống trên vách tường này, trong lòng lại bắt đầu tính toán ra. Pháp môn truyền tống của Thiên Ma giáo là dựa vào phù văn để kích thích trận pháp, trận pháp lại khống chế thần thông, bởi vì quá phức tạp, rất khó trực tiếp triển khai ra thần thông, dẫn đến nhất định phải luyện chế thành bảo vật mới có thể tiến hành truyền tống được. Nếu có thể trực tiếp triển khai thần thông, cũng có thể có hiệu quả truyền tống chắc chắn sẽ linh hoạt hơn các loại bảo vật như cờ truyền tống, áo truyền tống rồi. Hơn nữa, tần mục tìm hiểu lâu như vậy, phát điện pháp môn truyền tống này kỳ thực cần kỹ xảo tính toán cao minh hơn. Tu vi tính toán càng cao hơn thì mới có thể càng nhanh nắm giữ được truyền tống trận. Mình cần điển tịch thuật số càng cao minh hơn rồi. Trước 169, Đam mê của Thánh Giáo Chủ Thần thông truyền tống cực kỳ là một loại thần thông do thuật số xây dựng phương pháp truyền tống khác nhau, địa điểm khác nhau, khoảng cách khác nhau, không gian khác nhau, nên cần tính toán trình tự và quy tắc sắp xếp của các loại phù văn. Xác lập mỗi một điểm truyền tống đều cần hàng loạt vật toán. Vật toán là vận dụng các phép tính toán. Hai chữ vận toán. Cái gì gọi là vận? Vận chính là thứ tự sắp xếp, diễn biến, biến hóa quy luật của phù văn trận pháp có trình tự biến diễn phù văn trận pháp quy luật biến hóa mới có tính toán. Mà ban tính là trụ cột nhất của vận toán. Sự chuyển động của những hạt châu trên và hạt châu dưới đại diện cho thứ tự sắp xếp trận pháp đơn giản nhất. Luyện chế thần thông, truyền tống thành bảo vật đó là dựa vào biến hóa của phù văn và trận pháp được khắc vào bên trong bảo vật để thức đẩy tính toán. Phức tạp hơn ngàn vạn lần sự vận hành tính toán của hạt châu trên hạt châu dưới của bàn tính, có thể coi như là một bàn tính lập thể cỡ lớn có cấu tạo kỳ lạ. Nếu muốn tự mình độc lập triển khai môn thần thông này, liền nhất định phải có thể làm được điều chỉnh phép tính bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Từ bên trong các loại phù văn hỗn loạn phức tạp mà tìm ra ảo diệu của truyền tống, chỉ dựa vào 10 quyển toán kinh, căn bản là suy luận không ra được công thức tính toán phức tạp như thế. Bởi vậy, tần một cảm giác mình cần điển tịch thuật số càng cao minh mới có thể hoàn thành được thần thông truyền thống này. Toán kinh cao cấp, trận nguyên điện của Thái học viện hẳn là có truyền thụ. Trận nguyên điện truyền thụ trận pháp phải dùng đến vận toán thuật số. Khả năng đạo môn cũng có toán kinh như vậy, hơn nữa càng cao hơn minh. Đồ nhân tần mục nhớ tới đạo tử, đạo môn là Lâm Hiên. Lúc đạo tử Lâm Hiên sử dụng ra nhất điểm xuyên liên hạo động, bên trong lưỡng nghi lặp lại âm dương thể vận dụng đến kỹ xảo vận toán thuật số cực kỳ phức tạp bên trong lưỡng nghi lặp đi lặp lại âm dương cần dùng đến rất nhiều vận toán thuật số không có năng lực vận toán mạnh mẽ rất khó trong thời gian ngắn liền tính toán ra được biến hóa của chiêu thức này tính ra được chính xác vị trí của nhược điểm tần mục không có toán kinh cao cấp hiện tại ta không thể học được thần thông truyền thống lúc này ta chỉ biết nó như thế này mà không biết giá trị gì cả vẫn là luyện một bảo vật truyền thống trước đi. Tần Mục quyết tâm tập trung luyện chế bảo vật, dù là luyện chế cờ truyền tống hay áo truyền tống, đều cần vải vóc, trên người của hắn cũng chỉ còn sót lại bộ cẩm y, vì thế chỉ có thể bắt tay làm từ cẩm y mà thôi. Mà dùng cẩm y kim tàm sáu cánh của chính mình luyện chế áo truyền tống, cần phải rút sợi từ trên trong cổ áo lấy ra mấy sụp sợi tơ vàng, lợi dụng tơ vàng bên trong áo để bện trận văn, dùng nguyên khí khắc phù văn. Thỏi nhỏ, hắn theo tư bà bà học may đồ rồi, thậm chí còn học qua thiêu thùa nên việc này đối với hắn mà nói thì cũng không khó lắm. Các người nói xem, thánh giáo chủ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình rời khỏi thánh lâm sơn không? Ba vị thiên vương chấn giáo còn chưa hề rời khỏi thánh lâm sơn, chính là tránh cho tần mục bị vây ở nơi này. Ba ông lão nhìn về phía phù quang điện, lục thiên vương vê hàm dâu dây ở dưới cằm trên nói: luyện chế bảo vật truyền thống không phải là chuyện đơn giản đâu, Pháp môn truyền thống của thánh giáo ta có thể nói là thần thông làm người ta đau đầu nhất. Ngọc Thiên Vương gật đầu, rất tán thành. Pháp môn truyền thống yêu cầu thuật số quá cao, không tinh thông thuật số thì khó có thể học được. Tuổi của thánh giáo chủ còn quá nhỏ, hẳn là không có bao nhiêu hiểu biết về thuật số đâu. Cứ để cho hắn tìm hiểu mấy ngày trước đã, không biết khó khăn, không biết tiến bộ, biết khó khăn mà tiến tới mới là tâm tính của học đạo. Sư Thiên Vương cũng chứng chạc nhất nói Thánh giáo chủ trải qua quá ít gập gành Thuận bồm xuôi gió Liền leo lên vị trí thánh giáo chủ Không trải qua mài rũa Khó có thể trưởng thành được Cái này cũng là ý tứ của tổ sư Hai vị thiên vương chấn giáo liên tục gật đầu Chúng ta có nên gây ra một chút khó khăn Để mài rũa hắn không Không cần đâu Lần này hắn tìm hiểu phương pháp truyền thống Liền đầy đủ cho hắn biết Cái gì gọi là ngăn trở đi Ý của tổ sư đó là đợi đến khi Hắn không cách nào rời khỏi nơi này nữa Chúng ta lại cho hắn một lá cờ truyền tống Sư Thiên Vương khẽ mỉm cười Mọi cử động của tổ sư Đều có thâm ý sâu sắc Thần thông truyền tống khó học cỡ nào Cũng không phải là các người không biết chứ Tổ sư hắn Lại học tập thần thông truyền tống ở đây Là vì cái gì vậy Ánh mắt Lục Thiên Vương và Ngọc Thiên Vương sáng lên Cùng nhau vỗ tay xưng tuyệt Tuy nói thần thông truyền tống Ở ngay trong phủ quang điện cũng không cấm đoán đệ tử bên trong giáo học tập, không tham khảo, thế nhưng có thể học được thần thông truyền thống lại rất ít, không mấy người cả. Đừng xem trong tay mỗi một vị đường chủ của thánh giáo ta có một lá cờ truyền tống, nhưng những cờ truyền tống này cũng không phải là những đường chủ kia tự mình luyện chế đâu, mà là linh binh do bốn vị thiên vương trấn giáo luyện chế ra. Có thể học phương pháp truyền tống này, đồng thời luyện chế thành bảo vật thì toàn bộ thiên ma giáo cũng không có mấy người. Mặc dù là thánh nữ Tư Âu U trước đây cũng chưa từng học được, trình độ thuật số của bà cũng không cao. Ý muốn của tổ sư là để mặc Tần Mục đến Phù Quang Điện học thần thông truyền tống. Đợi khi Tần Mục phát hiện ra, thần thông truyền tống này cần trình độ thuật số cực cao, chỉ sợ liền đã qua mười mấy ngày rồi. Sau đó, sẽ qua tiếp mười mấy ngày, Tần Mục lại phát hiện ra, luyện không được môn thần thông này, chỉ có thể luyện bảo vật truyền tống. Lại qua mười mấy ngày. Tần Mục liền sẽ phát hiện rằng cũng không luyện ra được bảo vật. Cứ như vậy, liền có thể từng chút một, từng chút một mai rũa tính tình không tốt của vị thánh giáo chủ trẻ tuổi này. Cho hắn biết trời cao đất rộng, sẽ không làm sàng làm bậy, không biết trời cao đất rộng như vậy nữa. Đến lúc đó, Tần Mục sẽ bình tĩnh lại tâm tình của mình. Trước tiên, lính ngộ công pháp thống nhất của thiên thánh giáo. Sau đó, ba vị thiên vương dùng khuôn mặt trường giả xuất hiện cho vị giáo chủ trẻ tuổi này một lá cờ truyền tống. Thánh giáo chủ thuận lời rời khỏi thánh lâm, ai cũng đều vui vẻ cả. Đây chính là thâm ý của tổ sư khi giữ tần mục lại thánh lâm sơn, tìm hiểu thần thông truyền tống. Sắc mặt, Ngọc Thiên Vương ngưng trọng nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra với cả Càng Thiên Vương vậy? Có phải các ngươi đạt được tin tức gì hay không? Sư Thiên Vương và Lục Thiên Vương lắc đầu. Sư Thiên Vương nói. Chỉ sợ là Càng Sư Huynh đã gặp bất hạnh rồi. Hắn là người nhiệt tình nhất, lần này lại một mực chưa tới. Phỏng chừng là kẻ địch đã xa lại hắn rồi. Muốn tìm rõ vị trí của hắn. Để biết được tổng đàn giáo ta, biết rõ giáo chủ là ai. Lấy tình của hắn thì sẽ kiên quyết không nói ra đâu. Lục Thiên Vương giật mình trong lòng. Tu vi của Càn Sư Huynh cao như vậy. Tu vi có cao hơn nữa thì vẫn có người cao hơn mà. Sư Thiên Vương trầm giọng nói. Quan nhất phẩm của triều đình đều là tồn tại cấp giáo chủ, đại môn, đạo môn, đại lô âm tử cũng không thiếu cao chủ hàng đầu như vậy đâu. Những tông phái thế gia khác cũng có cao thủ bí mật nhìn chằm chằm thiên đình giáo chúng ta. Rất nhiều đều cho rằng thánh giáo đã xa suốt 40 năm rồi. Ai không muốn thừa dịp giáo chủ suy yếu gặm một miếng chứ? Quan trọng là kẻ địch là ai? Mọi người trở nên trầm mặc. Sau một lát, Ngọc Thiên Vương nói Lần này giáo chủ lệnh tả hữu hộ pháp sứ thành lập đường thứ 361 học đường là chuyện lớn. Năng lực của vị giáo chủ này muốn cao hơn lại giáo chủ một bậc rồi. Ánh mắt và quyết đoán cơ này không giống như là một tên nhóc mười mấy tuổi đâu. Còn lão luyện hơn cả mấy ông lão sống mấy trăm năm ấy chứ. Quá nửa là tổ sư chỉ điểm cho hắn rồi. Có thể. Ồ, giáo chủ đi ra được kìa. Ba vị thiên vương ngóng nhìn phù quang điện. Chỉ thấy tần mục đi ra từ phù quang điện áo bào gấm mặc bên người mở rộng. Đột nhiên, vị giáo chủ thiếu niên này nhấc cẩm bào che khuất chính mình, một tiếng vèo biến mất không còn tăm hơi nữa. Ba vị thiên vương ngẩn ngơ, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Phượng Lâm Các cách đó không xa sụp mất nửa bên. Không tốt rồi. Ba vị thiên vương giật mình trong lòng, vội vàng nhìn về phía Phượng Lâm Các. Chỉ thấy dưới gạch ngói sụp đổ của một bên Phượng Lâm Các, một tên thiếu niên đứng dậy, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, cảm thấy không quay thấy mình. Lại vội vã giơ áo khoác lên, bao phủ mình một cái, lại biến mất, không thấy đâu cả. Phượng Lâm Các là nơi giáo chủ đời thứ sáu tiếp đón Phượng Hoàng. Phượng Hoàng giáng lâm thánh sơn của thánh giáo chúng ta, đây là hào quang cỡ nào? Bắp chân của Ngọc Thiên Vương run lên, lẩm bẩm nói, bây giờ đã xuống mất một nửa rồi, làm sao bàn giao với cả liệt tổ liệt tông đây? Với đệ tử trong giáo ta đây, Sư Thiên Vương cũng đổi sắc mặt, trầm ngâm nói: "Bên trong Phượng Lâm Các chỉ có một phần Phượng Tề Ngô Ký của giáo chủ đã thứ sáu viết thôi, chỉ là một phần truyện ký, ờ à, không phải là công pháp. Ta sớm đã học thuộc lòng Phượng Tê Ngô Ký rồi. Chúng ta đi tu sửa lại Phượng Lâm Các cho ổn thỏa đã, lại tìm đường chủ của thứ đường" Mô phỏng theo bút tích của giáo chủ đời thứ 6 Sửa chữa lại Phượng Tê Ngô Ký đi Bảo đảm những người khác không thấy được đâu Hình như giáo chủ đã luyện thành một cái áo truyền thống rồi, chỉ là lúc điều khiển còn có chút không có căn thuộc thôi. Lục Thiên Vương giật mình nói, hắn vậy mà có thể luyện thành bảo vật truyền thống sao? Sao có thể có thể làm được điều đó chứ? Đúng vào lúc này lại một tiếng nổ vang ầm ầm, ba vị Thiên Vương bội vã theo tiếng nhìn lại sắc mặt tái xanh, đỉnh Tam Vương điện sụp đổ. Thánh giáo chủ thiếu niên của bọn họ vẫn không thể nào điều khiển tốt áo truyền thống được, truyền bản thân tới không trung tam vương điện chứ không rơi trên mặt đất kết quả đập tam vương điện một lỗ thủng to tam vương điện là đại điện được xây dựng để kỷ niệm ba vị thánh giáo chủ ba vị thánh giáo chủ này sống trong cùng một thời đại khi đó tranh đấu giữa những tông phái còn vô cùng khốc liệt đạo môn là lãnh tụ chính đạo tập kết chính đạo toàn thiên hạ tấn công thiên ma giáo lúc đó giáo chủ chiến bại trước khi chết đã giao giáo cho một trong bốn vị thiên vương chấn giáo thời đó là Thanh Thiên Vương. Thanh Thiên Vương truyền đại dục thiên ma kinh cho thanh nữ thời đó. Sau đó dẫn người ứng chiến chết trận ở đầm bích ba. Thanh nữ kế nhiệm chức vụ giáo chủ tiếp tục xuất chiến giết đến đạo môn cũng không kiên trì được không thể không lùi. Thanh nữ trở lại thánh lâm sơn sau khi truyền công thì thương thế bùng phát tạo hóa mà chết. Vì thế thanh giáo chủ đời thứ sáu cảm động và tiếc thương cho ba vị giáo chủ nên thành lập Tam Vương Điện để tưởng niệm. Vừa nãy tần mục truyền thống thất bại, va hỏng Phượng Lâm Các thì cũng thôi đi. Kế nhưng lần này lại đập hư Tam Vương Điện, vậy thì có chút quá đáng rồi. Đột nhiên, lại vèo một tiếng, tần mục lần nữa che áo mà đi. Ba vị thiên vương giật mình, vội vã chạy tới kêu lên. Thánh giáo chủ, tiểu tổ tông, không thể phá hủy nữa đâu. Tu vi của ba vị thiên vương này hùng hậu, hơn nữa cũng tu luyện phương pháp truyền thống. Bảo vật truyền thống của sư thiên vương là một mặt cờ. Mặt cờ trải ra cuốn một cái, thân hình biến mất. Lục Thiên Vương lại luyện chế một chiếc gương, mặt kính chiếu một cái giữa trời. Người và kính lên đồng thời biến mất. Ngọc Thiên Vương luyện chế chính là một cái ngọc bội. Đeo ở bên hông, nhẹ nhàng vỗ ngọc bội một cái. Ngọc bội bùng phát ánh sáng mang ông đi ra. Ba người bọn họ đắm chìm trên phương pháp truyền tống. Không biết bao nhiêu lâu, mặc dù không cách nào luyện thành thần thông truyền tống, thế nhưng thao túng bảo vật truyền tống lại muốn thuận lợi và nhạy bén hơn người mới như Tần Mục rất nhiều. Kỹ xảo của ba vị thiên vương tinh thâm nhìn ra nơi Tần Mục muốn truyền tống đến, lập tức đi tới nơi đó ngăn cản. Không ngờ chỉ cất bước chậm trong nháy mắt thôi, liền vù hột, cùng lúc đó ngã vào trong hồ cá xem. Mấy con ngư long trong hồ hung ác, vừa nãy Tần Mục ngã vào hồ xem cá. Mấy con ngư long này thèm ăn, liền mở miệng rộng ra, đớp tới, không ngờ lại đớp hột. Sau đó, ba vị thiên vương liền ngã vào, vừa vặn đưa lên khai vị. Thân hình ba vị thiên vương biến mất lần nữa. Khi mấy con cá lớn kia lại đớp không khí, răng nhọn như thép sắc bén va chạm ánh lửa tương tóe. Vài con cá lớn cua cua đầu phấn nộ bơi lội khắp nơi. Thân hình ba vị thiên vương xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay chụp vào tần mục đang nhấc cẩm y lên. Ba bàn tay nắm thật chặt vào nhau. Tần mục đã rời khỏi trước bọn họ rồi. Cái bọn họ bắt được chỉ là tàn ảnh thôi. Trước khi đi, Tổ sư đã dọn dò rồi Vị theo giáo chủ này có một đam mê kỳ lạ Là thích phá đồ vật Nếu như không bắt được hắn Trước 170 Công pháp thống nhất Ba người lại khởi động bảo vật truyền tống Lần nữa chỉ nghe ba tiếng phúc phốc phốc Trước mắt ba người Là một vùng tối tăm Thân thể bị trói buộc quá chặt chẽ Trong lòng biết không đúng rồi Vội vã chấn động nguyên khí Đập vỡ tan những thứ xung quanh đi Lúc này mới phát hiện ra bọn họ theo tần mục vậy mà truyền tống chính mình vào trong thân cây thấy nó chủ đốt rồi sư tiên vương hỏi lời này vừa nói ra bọn họ liền phát hiện tần mục chỉ thấy một cái đầu thò ra từ bên trong một thân cây lớn đến hai người mới có thể ôm hết được thân thể thì lại giữ ở bên trong thân cây dãy ruộng không thoát cây cây kia là cây vạn tuế phẩm chất còn cứng rắn hơn cả sắt thép tinh khí của lục thiên vương nóng chảy quát lên giáo chủ, sao ngươi không chạy nữa đi? ba vị thiên vương à, các ngươi vẫn chưa đi sao? tần mục thẹn thùng trong lòng nói, nguyên khí của ta hao hết rồi, hơn nữa bị cây vạn tuế này nhốt lại rồi, không cách nào nhấc áo lên được. À, ba vị thiên vương cứu à, cứu cứu cứu! ba vị thiên vương giở khóc giở cười, sư thiên vương chặt bỏ cây vạn tuế, cứu tần mục ra nói, giáo chủ dù sao ngươi cũng là thánh giáo chủ của thánh giáo ta, quyền cao chức trọng ở Thánh Lâm Sơn này cũng không thể hồ đồ được. Kiến trúc của Thánh Lâm Sơn đều là di tích cổ, đều có ý nghĩa riêng của nó cả. Lục thiên Vương nói, giáo chủ, ngươi lại không phải đứa trẻ. Nói tới chỗ này thôi, hắn mới cảm thấy không thích hợp. Vị thánh giáo chủ này của bọn họ có thể không phải là đứa trẻ sao? Tần Mục còn chưa đầy 15 tuổi, không bằng một con số lẻ trong tuổi của bọn họ. Lục Thiên Vương lúng túng nói, Lúc tuổi ta như giáo chủ đây thì còn đang nghịch buồn rồi. À không, khi đó ta đã đi lượm tóc rồi Tuy nhiên giáo chủ à Phương pháp truyền tống rất là nguy hiểm Nếu làn hơi không thuận một chút thôi Truyền tống tới một cấm địa nào đó Vậy thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được đâu Thánh lâm dân chúng ta lại có không biết cấm địa đấy nhé Tần mục sản tóc gáy Nếu truyền vào bên trong một cấm địa nào đó Vậy thì là kết cục chết không chỗ trôn rồi Giáo chủ bảo vật truyền tống đều cần định vị Làm sao xác định được phương vị truyền tống chính xác là điều quan trọng Ba vị thiên vương liếc mắt nhìn nhau, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Sư thiên vương nói, giáo chủ, người luyện áo truyền tống còn chưa từng nắm giữ, làm sao truyền tống chuẩn xác thì vô cùng nguy hiểm. Truyền tống đầu tiên muốn xác định chính mình ở nơi nào, sau đó nhất định phải đi nơi nào. Lúc sắp tới địa phương tương ứng, phải lập tức thu hồi nguyên khí, bằng không thì sẽ đụng vào thứ gì đó. Lúc thí nghiệm lần đầu tiên, không nên quá đi xa, phải cần một tí thôi gần một chút mới dễ dàng ngừng lại bất cứ lúc nào. Ánh mắt tần mộc sáng lên, ta thử lại. khuôn mặt ba vị thiên vương lập tức buồn rười rời ngọc thiên vương muội vàng nói: giáo chủ, hiện giờ nguyên khí của ngươi đã tiêu hao hết rồi, không cần thiết nóng lòng nhất thời đâu. Ờ à, hơn nữa lý do tổ sư giữ người ở đây cũng không phải là để ngươi học tập thần thông truyền thống đâu, mà là muốn ngươi bình tĩnh lại tâm tình một chút, tìm hiểu công pháp thống nhất đi. Thánh Lâm Sơn rất là yên tĩnh, không có sự ẩm ý của thế tục ngoại giới. Nếu ngươi rời khỏi nơi này, chỉ dạo thời gian 1-2 năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đáo công pháp thống nhất đâu. Tinh thần tần mục lập tức tập trung cao độ. Tổ sư giữ hắn lại quả thực có thâm ý sâu sắc. Hai ngày nay, hắn đều nghĩ đến chuyện sớm ngày luyện thành áo truyền thống, rời khỏi nơi đây, lại không nghĩ qua bản ý của tổ sư là cái gì. Là ta nóng lòng cầu thành rồi. Tần mục thản nhiên không cảm ơn. Đa tạ mấy vị thiên vương đã chỉ điểm sai lầm. Không dám không dám. Ba vị thiên vương nghiêm nghỉ, vội vã đáp lấy. Sư thiên vương nói, giáo chủ tài trí hơn người, ở lại chỗ này thêm mấy ngày, chắc chắn có thu hoạch lớn đấy. Tần mục bình tĩnh lại tâm tình, đi tới cây tùng bách kia, ngồi trên tảng đá, chăm chú tìm hiểu, tiểu phu truyền kinh. Ba vị thiên vương thở phào nhẹ nhóm, sư thiên vương lầm bẩm Tổ sư để giáo chủ ở lại Thánh Lâm Sơn này là muốn mải rũa tâm tính của hắn. Tính tình của thanh giáo chủ quả thực là cực kỳ không tốt. Nhưng chỉ sợ tổ sư cũng không nghĩ tới thôi. thánh giáo chủ sẽ tu luyện pháp môn truyền tống đến trình độ này nhanh như vậy đâu. Sắc mặt hai vị thiên vương cũng quái lạ ý nghĩ của tổ sư tuy tốt nhưng cũng không ai ngờ rằng ông mới bước chân trước rời đi thôi. Chân sau tần mục lên ý thức được hiện tại không thể luyện được thần thông truyền tống nhất định phải tinh thông thật số. Hơn nữa càng thêm biến thái chính là Tần Mục còn lập tức ý thức được có thể luyện một cái bảo vật truyền thống trước. Hiện tại, mới ngày thứ hai thôi, hắn liền chơi đùa ra một cái áo truyền thống, truyền thống đến truyền thống đi, chọc ba vị thiên vương này không biết đâu mà lặn. Lục Thiên Vương lắc đầu nói, trí tuệ của tổ sư là bậc nào, sao ông lại không nghĩ tới chứ? Nhất định là ông đã sớm dự liệu được điểm này rồi. Vì thế mới bảo ba người chúng ta ở lại chỗ này. Sau một lát, ba vị thiên vương chăm miệng một lời than thở. Tổ sư tuyệt đối không nghĩ tới đâu Ba vị thiên vương phát sầu Bỡ ngỡ Vì thánh giáo chủ này tệ không thể tả Nhưng lại một mực thông minh như vậy Dù thật sự muốn mài rũa tính tình của hắn Cũng không thể Dựa theo tốc độ này của tần mục Chỉ sợ lại luyện tập mấy lần thôi nên có thể nắm giữ được kỹ xảo Vận dụng áo truyền tống Đến lúc đó Có làm sao giữ hắn lại để mài rũa tính tình không tốt của hắn đây Sau một lát ngọc thiên vương cười nói chúng ta có chút tâm tư vào chuyện vụn vặt rồi hai vị thiên vương khác cùng nhìn về phía ông lộ ra vẻ hỏi thăm ngọc thiên vương cười nói thanh giáo chủ thông minh như vậy thích gây dối liền để hắn gây dối đi tính tình không tốt thì cứ để cho hắn không tốt đi dù sao thì hắn cũng là giáo chủ mà chúng ta mặc kệ những thứ khác đi chỉ để ý hắn dọn dẹp cho hắn thôi lau sạch cái mông cho hắn đấy mới là bổn phận của chúng ta mà Sư Thiên Vương nói Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi Lời tuy là như vậy Nhưng nếu giáo chủ cứ lặp lại nhiều lần như thế này Thì ta cảm thấy Vẫn để cho hắn rời khỏi Thánh Lâm Sơn Sớm một chút đi Trở lại Thái Học Viện Mà phá đi tiếp đi Ba ông lão đi tới Phượng Lâm Các Làm thợ nề, Sửa chữa lại Phượng Lâm Các một hồi Sau đó lại đi tìm Tam Mưng Điện Tu bổ lại đỉnh điện Lục Thiên Vương đi sau một chuyến Qua hai ngày dẫn theo đường chủ thư đường trở về nhờ ông ta phỏng chế viết lại phượng tề ngô kỳ lên vách tường trong phượng lâm các sau khi xử lý xong xuôi rồi ba vị thiên vương đều thở phào nhẹ nhõm liếc mắt nhìn nhau lần này thánh giáo chủ tìm hiểu có thể để cho chúng ta thoải mái nửa năm chứ lấy trình độ yêu nghiệt của thánh giáo chủ khó đấy dưới cái tùng bách trên tảng đá thánh nhân tần mục ngồi bất động ở nơi đó mấy ngày Lúc đói bụng, khát nước, đã có tiểu hồ ly chạy tới. Không biết hái được một đống trái cây từ nơi nào. Tần mục liền đồng thời ăn trái cây cùng hồ Linh nhi. Tần mục tìm hiểu hơn 10 ngày. Lính hội lời tiểu phu giảng tới giảng lui hơn 10 lần. Từ đầu đến cuối đã cảm thấy khó có thể tìm hiểu ra công pháp thống nhất. Bất giác trong lòng dần dần nôn nóng lần. Ngày hôm nay không ăn trái cây. Mỗi ngày ăn trái cây rồi, trong miệng quả thực là nhạt nhẽo quá. Tần mục từ trên tảng đá thánh nhân đứng dậy Nói với cả hồ Linh Nhi Ngày hôm nay ăn thịt đi Linh Nhi trong núi có gì ăn được không Hồ Linh Nhi hoan hô một tiếng nói Trong núi có hoãng này Ta gặp được một đám hoáng thơm ngon Đã sớm muốn ra tay rồi Chỉ là nơi này là thánh lâm sơn Ta không dám lộn xộn Tần mục hưng phấn nói Ờ vậy để chúng ta bắt một con đi Qua không lâu một người một cáo nhóm lửa nướng thịt hoáng Hồ Linh Nhi từ trong bao quần áo nhỏ của mình lấy ra một ít muối ăn cẩn thận rắc lên hương thơm bay ra làm người ta thèm nhỏ dãi bọn họ quả thực đang thèm ăn một con hoãng đến sạch sành xanh hồ linh nhi ngửa mặt nằm xuống xoa bụng nhỏ căng tròn rất là thỏa mãn tần mục cũng ăn không tiêu đứng dậy đi lại hai bước khống chế bá thể của mình tăng tốc độ tiêu hóa bước chân của hắn càng chạy càng nhanh trong lúc vô tình lại dựa theo phương pháp của chính mình ở toàn lão thôn để tu luyện bước chân chạy như bay vậy đột nhiên sử dụng tới lôi bắt thức một quyền một trường đánh nổ không khí tiếng sấm vang dền hắn lại lấy tay làm trùy sử dụng tới chùy pháp của người câm gõ mạnh xuống không khí từ những cái trống lớn vậy mà hắn phảng phất như người khổng lồ vậy thanh âm trầm thấp khiến lá cây trong rừng núi ào ào vang vọng tần mục tiếp tục tiến hóa chiêu thức sử dụng tới cước pháp rồi biến thành thương pháp biến thành kiếm pháp lại biến thành đao pháp tốc độ chạy của hắn càng lúc càng nhanh vậy mà tụ tập nguyên khí làm bút vẽ tranh trong không khí hành vi phóng túng tràn trề thỏa thích đột nhiên hắn lại sử dụng tới hành vũ quyết từng sợi từng sợi mưa như kiếm như dây đàn vậy trong kiếm mưa rơi còn chen lẫn tiếng đàn hắn sau đó làm bôn lôi viêm hỏa quyết bấm tay gảy liên tục tiếng sấm nổ vang hỏa diễm bao quanh bốn phía nổ tung trong tay tần mộc từ từ bay lên một quả cầu lửa càng ngày càng đỏ tựa như một vòng mặt trời chiếu lặn về phía tây vậy từng luồng từng luồng kiếm khí bằng lửa bắn ra bốn phương tám hướng sử dụng tới kiếm pháp tả dương sau đó nguyên khí của hắn biến đổi thân thể như một con hổ trắng chạy trồm vậy nhanh vút phá núi vỡ đá mà đi hắn lại sử dụng tới bảy phần tạo hóa huyền công tạo hóa linh công hóa hình tạo hóa thiên thần công hóa pháp tạo hóa thiên ma công hóa vẻ ngoài tạo hóa nhân vương công hóa rồng tạo hóa quỷ thần công hóa hồn phách tạo hóa thiên địa nguyên công hóa thần khí tạo hóa tiên thiên công hóa trẻ sơ sinh hắn lại sử dụng tới các loại pháp thuật bên trong đại dục thiên ma kinh các loại quyền pháp các loại kiếm pháp, các loại đao pháp. Trong lúc vô tình, hắn rơi vào trong một trạng thái kỳ diệu. Trong đầu của hắn, âm thanh tiểu phu kia đứt quáng. Khi thì vang lên, khi thì mơ hồ không rõ, khi thì vang rồi, khi thì trầm thấp. Các loại huyền diệu hỗn loạn nườm nượp kéo đến, nhờ vào đầu óc của hắn, lại từ trong lòng bàn tay của hắn di chuyển ra và biến thành chiêu pháp kiếm kỳ diệu. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vui mừng, thỏa thích tùy ý không cần biết là pháp thuật thần thông gì, chiêu thức kiếm pháp là gì cả. Toàn bộ triển khai ra, cũng mặc kệ trước sau, không hỏi trình tự gì cả. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình đang trở nên điên cuồng. Nếu công pháp của Đại Dục Thiên Ma Kinh vận hành không nhanh, vậy thì thay đổi. Nếu bá thể tăng năng công vận chuyển chậm chạp, vậy thì thuận theo tự nhiên, điều chỉnh phương hướng vận hành nguyên khí. Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên, liền là chính đạo Vào giờ phút này rốt cục hắn cũng đã lĩnh hội được sâu sắc câu nói này không cần quan tâm tới những gì người xưa để lại không cần quan tâm là đại dục thiên ma kinh cũng được bá thể cũng được làm thế nào thông thuận thì để nguyên khí vận hành như vậy triển khai các loại chiêu pháp thần thông nguyên khí dồi dào thế nào liền vận chuyển thế ấy chẳng cần quan tâm nó có tiêu chuẩn hay không càng là như vậy trái lại làm cho hắn lĩnh ngộ càng nhiều ảo diệu trong kinh văn tiểu phu giảng giải trên tảng đá thánh nhân, tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Ba vị thiên vương cũng bị kinh động, vội vã đi ra nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong núi rừng Thánh Lâm Sơn thỉnh thoảng sáng lên tia điện, vang lên tiếng sấm, mặt đất cuồn cuộn, không khí gợn sóng, ánh đao bóng kiếm cây đổ, từng vùng rừng núi liên miên liên miên ngã xuống. Sắc mặt ba vị thiên vương thay đổi, sư thiên vương kêu lên, không được, thánh giáo chủ chạy tới thánh thụ rồi. Bà ông lão vội vã bay lên trời, rơi xuống dưới cây tùng bách, chỉ thấy tần mục như điên như cuồng, tràn vẻ phóng túng, tùy ý vung vẩy các loại chiêu thức thần thông, thậm chí nguyên khí còn hiện ra các loại cảnh tượng thần ma, bất kể là chính đạo hay ma đạo hoặc là phật đạo, toàn bộ đều triển khai ra. Bất kể là thần thông duy nhất của bạch hổ linh thể, hay là thủ đoạn phòng ngự đặc biệt của huyền vũ linh thể, dông tố của thanh long linh thể, ngọn lửa chân chính của Chu Tức Ninh Thể toàn bộ đều có thể bày ra trong tay của hắn. Tận tình vung vẩy, ba vị thiên vương trấn giáo nhìn thấy mà nghẹn họng trừng mắt. Cô mắt thống nhất sao? Sư thiên vương lầm bẩm nói, hắn hiểu ra được rồi, hiểu được rồi sao? Và quý vị thân mến, vừa rồi là kết thúc video ngày hôm nay. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Và trước khi tắt video này thì quý vị đừng quên, đừng quên ủng hộ Tiến bằng một like và subscribe nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.